Ủa, làm gì vậy? Thì nấu cháo cho anh ăn chứ làm gì. Trời ơi, sao mà mất công em quá trời đi, nấu từ bên nhà đem qua đây vậy? Mất công cái gì, em thấy anh đó ngày nào cũng ăn uống kham khổ hết trơn á, thì lâu lâu á em mà bồi bổ thêm. Trời ơi, thương hết sức luôn á. Ngày xưa vợ anh chăm sóc anh, sao giờ em chăm sóc anh y chang vậy luôn à? Anh nói em vậy em không dám so sánh em với chị nhà mình đâu. Thôi ăn cháo nha. Ừ được rồi, để anh ăn. Thôi để em đút cho. Thôi trời ơi, người ngoài nhìn vô kỳ lắm. Không có ai hết trơn á. Ôi giờ này lát mấy đứa con mới chạy qua, nó thấy cảnh này kỳ lắm. Thôi để em đút cho. Mà sao anh hỏi em là sao mỗi lần thấy con anh cái em mà trốn chui trốn nhủi kỳ vậy? Chứ bây giờ nếu mà chuyện hai đứa mình mà công khai ra, bà con hàng xóm láng giềng người ta nhìn vô người ta đánh giá, người ta nghĩ em này nọ, rồi người ta nghĩ anh nữa, rồi liệu con anh có chấp nhận hay không? Kệ người ta chứ mắc mớ gì, tình yêu là không phân biệt tuổi tác, rồi tôi thích thì tôi thương, rồi tôi yêu là quyền của tôi chứ ai nói tôi giọng trong họng người ta. Nhưng mà còn hai đứa con của anh nữa. Hai đứa con là phận làm con, cha đặt đâu thì con phải ngồi đó chứ mắc mớ gì mà nó góp ý này nọ. Tụi nó là không có quyền nói. Em cứ bình thường, từ từ một ngày nào đó anh với em sẽ nắm tay rồi đi ra ngoài sớm công bố với sớm là em là vợ của anh. Em biết anh thương em. Nhưng mà em nói nghe nè, tại hai đứa con anh nó nuôi anh, nó qua đây nó phụ anh này nọ, anh hiểu không? Chứ biết rồi, ai cũng là thấy cái điều đó hết. Anh bây giờ không có làm nhiều, nhưng mà nói chung là anh cũng có đủ sức, đủ lực, đủ tài sản để mà lo cuộc sống cho em, tuy là nó không có nhiều thôi. Anh cũng có cái sổ tiết kiệm ít ít tiền trong đó nghe, đi du lịch với em khỏe luôn á. Có sổ tiết kiệm luôn hả? Giỏi dữ vậy ta. Có trời, con cho tiền ém lại gửi ngân hàng chứ không giỡn đâu. Bữa giờ nói em nghe coi, bữa giờ mình gửi được nhiêu rồi? À được khoảng 30 triệu rồi đó. 30 triệu hả? Trời ơi, anh giỏi quá đó. Tại vì ăn uống kham khổ mới dành dụm được có 30 triệu thôi đúng không? Bây giờ vô nghe nè, ăn cháo nè. Anh á là anh phải biết tự bảo vệ sức khỏe mình hiểu không? Nhiều khi trái gió trở trời á, em không có dám qua đây. Anh, em nói nghe nè. Hả? Nhiều lúc á, em cũng muốn chạy qua đây thường xuyên để chăm sóc anh. Nhưng mà em sợ hàng xóm là một chuyện, nhưng mà hai đứa con anh nữa, chắc chắn là hai đứa nó nghĩ em tới với anh là vì tiền, bước vô cuộc sống của anh á, yêu anh là để chia của. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, có 30 triệu mà vì tiền gì trời? 30 triệu cũng là tiền vậy? Anh có biết không, nhiều khi một chỉ vàng thôi mà cha con giết nhau đó. Trời đất ơi trời. Cái gì vậy? Ông làm gì thấy ghê vậy? Làm gì thấy ghê? Ông quá thân con gì vậy? Ếch bà hả? Dám đâu, quá thân là cung bọ cạp. Hay quá ha. Hồi nào giờ ông nhìn thấy súng hoa cải chưa? Thấy. Đây là miệng hoa cải nè. Ôi đồng trời trời, mới đứng xa xa ra đi, mệt quá. Gì? Đáng lẽ tôi mới là người kêu ông đứng xa ra đó. Sao vậy? Ông đứng gần tôi được, ông lay cây sấu cho tôi hả? Không dám đâu, ông tự tin quá. Tôi không biết là mấy đứa con của ông già này như thế nào, nhưng mà tôi nghi cái con nhỏ áo xanh này nữa nè. Trời ơi, sao tôi ghét cái con mà có con rít sau đầu nữa ghê. Tôi ghét quỷ này ghê trời. Quỷ nhỏ. Quỷ nhỏ này nè. Ừ. Quỷ nhỏ đó là con ông á. Hả? Ông nói nó quỷ nhỏ, quỷ nhỏ tức là con ông, con quỷ già. Trời, quỷ già này sao hay nói sốc ghê trời. Ông mới là quỷ già đó. Ông mới là quỷ già đó. Ông mới quỷ già. Thôi khó quá, bỏ qua đi ha. À vậy đi. Nói ông nghe nè, ông nhìn đi. Đó, nhìn ông già này đi. Nhìn ông thì thấy ông cũng lam lũ chất phát đó. Ông đừng có xem mặt mà bắt hình dong. Nhìn bề ngoài không có đoán được đâu. Đúng là trước đây ông tốt bụng thiệt. Nhưng mà ai biết, ai biết lỡ như đụng cái có được cái gì đó thay đổi rồi làm sao? Ý ông nói giàu có hả? Đúng rồi. Thôi, chưa gì hết ông phán người ta quá. Tụi ông giờ biến đi, đằng dân đoạt cây ngồi trỉnh coi cái gia đình này sự thể nó làm sao. Ăn thêm chút nữa. Cháo này cháo gì vậy? Sao thấy thịt bầm viên 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 quá trời vậy em? Cháo à. Cha ơi. Cha cha. Cha. Ồ, cha đâu vậy? Đứa nhỏ tới. Cha đó đó. Đứa chuyện làm rồi cha. Làm gì vậy? Em làm gì vậy? Bây giờ thì trốn ở đâu? Bắt gì phải trốn? Cha đâu chị hai? Đây đi công khai luôn, có gì đâu mà sợ. Cha đâu? Công khai làm sao được? Công khai vô rồi lời qua tiếng lại rồi. Thôi em không có dám đâu. Em trốn đi, mở cửa trong này nè. Nè, vô đây nè. Khóa cửa lại là không ai thấy đâu. Để tụi cháu thì có sao đâu, anh nói anh nấu anh ăn được mà. Em bưng vô em hâm lại. Trời ơi. Cha! Cha ơi! Cha đâu? Cha đâu? Cha ơi! Cha đâu? Cha đâu? Cha đâu?
chạy anh Nhớ. Chạy từ đầu ngõ mà cầm dao qua mà tính giết ba hả? Cha, có ai trong nhà không? Có ai trong nhà không? Có gì, có gì? Có gì vậy? Chuyện lớn, cha ơi. Cha ngồi đây cha. Cha. Ngồi đi cha. Ngồi xuống đây cha. Ngồi xuống, ngồi xuống. Vậy? Cái gì vậy? Tụi bay làm cái gì vậy? Cha ngồi xuống. Cha ngồi xuống thì chuyện này quan trọng lắm. Tụi mày thấy ghê quá, mày kêu tao ngồi xuống mày cầm búa, mày chặt đầu ta. Ôi, chị không dắt em gì hết. Cha ngồi cha. Ngồi đi cha. Mà chắc chắn là có ai trong nhà không? Không có ai trong nhà hết. Cái gì vậy? Tụi bay nghi ngờ chuyện gì? Có, nghi ngờ gì đâu. Cha ngồi cha. Cha, chuyện này nó hệ trọng lắm cha. Quan trọng lắm cha. Chỉ có ba cha con mình biết thôi nha cha. Ba người thôi. Đừng có ai biết nha cha. Mày nói đi chứ, hồi tao lên cơn tim tao chết à. Cha, con nói rồi. Chuyện này nó hệ trọng lắm nha cha. Chỉ có ba cha con biết thôi nha cha. Ba người thôi. Cha hứa nha cha. Mày nhây quá. Nói lại đi. Con vui quá cha. Kỳ này là nhà mình phát tài rồi. Kỳ này là thần bài, lão thần tài nó gõ vô ngay cái bản mặt của cha rồi. Cái lão nó gõ vô cái cửa nhà mình rồi cha. Quỷ này nói năng kỳ cục, cái gì gõ cửa gì là sao ta không hiểu. Trời ơi, hôm nay con mới được nghe tin là anh vợ con nói đó là khu đất nhà mình nằm trong diện quy hoạch để xây bệnh viện. Rồi là sao? Mỗi người dân á được bồi thường 1 mét vuông á là 1 triệu đồng. Triệu. Mà bình quân á là cha đang sở hữu là 1 hecta. Vậy là 10 tỷ. 10 tỷ, cha là tỷ phú rồi. Tỷ phú. Cha. Hai mày uống lộn thuốc hả? Có uống lộn thuốc không? Hả? Tự nhiên chạy qua cầm búa, có cầm búa qua đây rồi nói là cho thành tỷ phú là sao? Thôi vui quá. Và cái chuyện gì, chuyện nó ở đâu ra? Giải tỏa gì, giải phóng mặt bằng bệnh viện gì là sao? Tình báo tin này chắc ăn như bắp cha ơi. Nay mai là người ta xuống thông báo giờ nè. Thiệt không? Thiệt. 10 tỷ. Mà 10 tỷ là nhiều không mày? Trời ơi, nhiều chứ. 10 ngàn triệu có như là 10 số 0. 10 số 0 đó cha. Thôi tao biết rồi. Rồi tự nhiên qua đây báo vậy thôi đó hả? Chừng nào mà cha cầm tiền thì cha mới hạnh phúc. Nhưng mà cha nhớ không? Cha ngồi xuống đây nè. Ủa? Cha lặp lại ký ức của cha đi. Cha nhớ là cho con 3 công đức nha cha. 3 công đức. Nó cho rồi mà. Không, nhưng mà cha, trời ơi, cha không hiểu gì hết trơn. Ba công đó là nó không nằm trong quy hoạch. Ừ, nó không có dính, nó không có liên quan biết nào hết trơn á. Ủa, cái chuyện đó chuyện hên xui mà. Thời của ai nấy hưởng tụi con. Gió lùa qua phía nhà này là nhà này hưởng. Cha. Ví dụ như giờ quy hoạch ngay chỗ đất tụi bay, 3 công tao có xin tiền tụi bay không? Xin tiền tụi bay không? Thấy không? Chị làm bậy, chị là thấy của cải là chị xin lòng tham chị không được. Tự nhiên chưa gì qua đây cái đồi này đồi kia là sao? Hay là bây giờ cha đổi cho tụi con đi. Đổi gì? Đổi đất đó. Đổi đất của cha lấy đất tụi con nè. Ồ trời ơi, ê nói nghe nè, tao cha mày hay mày cha tao vậy? Đất tao đang vậy tự nhiên cái đất tao đang vậy được nhà nước đền bù cái mà lấy đất mày bỏ vô tao lấy tụi qua kia tao lấy đất mày hả? Hả? Dạ. Nhưng mà con nói cho nghe là tại vì á thôi mấy cha có chúng rồi, cha có nhiều tiền cho con với lại em chút xíu đi để cho con hai đứa con đi du học. Đúng rồi cha, con mở trời ơi cha. Bây giờ chưa có cầm tiền mà chưa gì là qua chia chát là sao trời. Nhưng mà cha nhiều tiền quá. Đúng cha rồi. Hại gì hiểu rồi. Con nghe người ta đồn á ha, mà còn lần này là con chắc chắn luôn. Còn tám đầu ngõ chứ ai. Nhiều chuyện đó, nó nói rồi đó, nguyên xóm này biết hết đó. Nói cái gì? Nói là cha có bồ nhí. Bồ nhí? Đúng không? Bồ nhí là khi nào tao còn má mày mà tao đi ra ngoài tao cặp bồ thì mới gọi là bồ nhí. Còn cái này má mày chết lâu rồi, nó là bạn gái của ba đó. Nhưng mà cái người đó có đàng hoàng không? Cái chuyện đàng hoàng không đàng hoàng là mày không biết. Chỉ cần biết là tao nghèo vậy mà có người mê là mày thấy là người ta đàng hoàng rồi. Cha nghèo nhưng mà sắp tới cha giàu rồi. Lúc tao quen tao biết tao sắp tới tao giàu không? Hả? Ai nó bay tàu lao quá. Hả? Đi qua đây cứ phải như đám con tụi mày có qua chăm sóc tao được ngày nào không? Hả? Hả? Có mà. Có kìa. Có nguyên cái búa đó. Con mới phát rẫy cho cha xong mà. Thôi đi về đi. Chuyện nhà cửa từ từ tao tính. Mệt quá. Đi về đi. Đi. Cha đi. Sao cha đuổi con như đuổi chó vậy? Đuổi gà vậy? Tụi mệt tụi bay quá. Hai đứa con phải. Trời ơi, ôn dịch gì đâu không à. Tự nhiên rồi qua xong qua rồi báo tin rồi bây giờ chia đất chia của tùm lum. Tao tính đám cưới với người ta luôn á. Em ơi. Trời ơi. Em ơi, ra đây lẹ lên. Mười tỷ. Trời ơi, tôi đã nhìn em. Anh em cũng chết luôn á.
Phải diễn cái mặt lạnh không thôi là anh sợ tôi đó xin tiền anh. 10 tỷ. Cái gì hết trơn? 10 tỷ. Trời ơi, có tới 10 tỷ. Gì vậy? Tiền của anh mà sao em mừng hơn anh như vậy? Thì người ta nói của chồng công vợ mà. Trời ơi, mới có 10 tỷ mà em chính thức thành hôn với anh luôn rồi hả? Anh ơi, em nói nghe nè, bây giờ là anh có tiền rồi, có của rồi, thì phải biết giữ của nè, giữ sức khỏe nè. Rồi mai mốt á, em mà không còn ở đây nữa, không còn qua lại thăm anh nữa thì anh nhớ giữ sức khỏe nha. Tại vì em phải... Về quê đúng không? Đúng rồi, em về quê. Má em bệnh nặng đúng không? Thường thường mới có tiền hay bị mắc mấy cái bệnh đó lắm. Trời ơi, anh ơi, giống như là đi guốc trong bụng em vậy đó. Má em bệnh ở dưới quê nặng lắm nên bây giờ em phải về. Phải mổ. Mổ nè, rồi lo cho má em tiền viện phí, tiền này tiền kia. Về coi hình như nhà má em dột luôn rồi đó. Anh ơi. Đúng không? Anh ở ơi. Dưới là nghe nói nắng là bây giờ là nhà em chuẩn bị cháy luôn hay sao á. Anh ơi, sao anh hay quá vậy? Thì đó, thì mới có tiền vô hay vậy lắm. Nhưng mà anh chịu. Anh chịu hết á. Vậy là đồng cam cộng khổ mà, giờ nói đi. Về dưới lo cho má rồi nhà cửa đồ sao hết, nhiêu tiền anh cho. Nhà cửa em dưới hả? Ừ. Nhà cửa không có quan trọng đâu. Bây giờ mình lo cho má trước. Ừ. Là má bệnh nè, má mổ nè. Nhưng mà khoảng nhiêu tiền nói thẳng ra đi. Nhiều tiền lắm. Trời ơi, bây giờ anh giàu em nói chuyện mắc cười quá. Nhiêu tiền nói anh đưa cho. Tới 2 20 triệu cái gì, anh lấy cái sổ tiết kiệm 50 triệu đưa cho em luôn. 200 triệu. Má, má em bệnh tốn tiền quá vậy? Bác sĩ nói mà. Thôi em biết sao, rồi. Sao má em bệnh gì mà tốn tiền quá vậy? Má em bị bệnh tim. Em nói vậy thôi, nhưng mà thôi, anh mà anh thương em, anh định đưa tiền cho em là em vui rồi. Nhưng thôi, mà thôi khỏi. Anh đừng có lo quá, anh không có tiền đâu. Thôi để em đi về quê, em không có gặp anh nữa. Ôi, hờ quá. Người ta nói vậy thôi chứ người ta đưa tiền mà. 200 triệu đúng không? Chờ đi, đợi lãnh tiền đất xong rồi tôi đưa cho nghe. Mà nói má em kỳ lắm nha, nhỏ anh 2 tuổi mà đặt bệnh tim chi vậy? Bởi vậy đó, anh khỏe ra. Bây giờ vô nha Trục Trưng ơi. Vô đây giờ cháo vô ăn cháo rồi, tự nhiên giờ thèm cháo quá. Vô ăn cháo nè. Tôi ăn cháo rắn à, tôi khỏe lắm mà nghe. Trời ơi, cháo này á hả? Sáng em bắt được con rắn, trời ơi nó mập lắm luôn á. Đó bây giờ ăn đi nha. Không là biết rồi. Trục Trưng ăn đi nha, ăn đó, đi. Có cái mật của con rắn nè, cái mật rắn này mốt đừng có làm nha, để nguyên vậy nghe. Ăn đó. Ăn. Trời. Trời bắt tôi đu gọn cao chị mỏi chân muốn chết luôn vậy nè. Gì nữa à? Lần nào giờ ông cũng hết hồn á. Ông thấy rõ ràng chưa? Thấy chưa? Bây giờ ông thấy rõ ràng chưa? Tôi nói tôi nhìn người không có sai đâu. Cái con rít đó là dễ sợ lắm ha. Còn cái ông già này nè, có tiền bắt đầu thay đổi à. Mê gái, ăn cháo hả? Trời mắt nhẹ. Không làm gì hả? Ủa anh sao vậy anh? Sao vậy? Sao vậy? Anh sao vậy? Anh ơi! Cục cưng ơi sao vậy? Anh ơi! Cháu! Cháu! Ủa? Cháu có xương! À, trời ơi! Cháu tôi! Cháu! Tôi! Cháu! Cháu! Tôi giết cha tôi! Không phải vậy! Ủa? Tôi không có liên quan! Động cha tôi hả? Trời ơi! Cháu! Cháu tôi! Tôi không có liên quan, hai người đừng... Không liên quan cái gì? Tan chứng, vật chứng, người chứng, đành đành mà không liên quan gì hả? Không, tôi không biết gì hết! Tôi... Giết người đền bán! Giết nhà mới đòi mặt chuột mà! Giết hả? Nè, hứa không nè? Hứa nè, hứa cho 200 triệu chưa lấy một cắt nào luôn, bây giờ ngụm của tải thế chưa? Là mất công sáng sớm vậy, nấu cháo cho ăn à? Cha! Cha! Sáng mắt chưa? Con nhỏ đó dễ sợ lắm. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt hồn ổng về dưới Diêm Phủ. Mình điều tra coi như thế nào. Cấp bao, cấp bao, cấp bao, cấp bao, cấp bao, cấp bao, cấp bao. Nguy lắm rồi, nguy lắm rồi. Cấp bao. Trời. Chuyện gì? Dạ thưa Diêm Vương, có một hồn quan đi lạc ở ngoài cầu Nại Hà và Diêm Hậu đang bắt hắn về đây để gặp mặt. Trời ơi,
Có cái chuyện mà quan hồn đi lạc thôi mà cứ làm ta tưởng là ở Diêm Cung này nó bị cháy nhà hay là cái gì. Dạ tâu Diêm Vương, cái chuyện mà trẻ con đi lạc, người già đi lạc, trâu bò đi lạc thì có chứ làm gì mà quan hồn đi lạc. Nè con trâu xanh kia, người nói láo phải không? Dạ không, chính vì đây là một cái chuyện quan hồn đi lạc, một cái điều mà chưa từng xảy ra từ trước tới giờ ở trong Diêm Cung của chúng ta, cho nên thần mới chạy vội vã về đây, vượt đèo, lội suối, băng rừng về báo cho Diêm Vương biết rằng quan hồn nó đi lạc, cần phải về cấp báo. Thôi được rồi, trời ơi, ông nhiều chuyện quá, cho vào đi. Đây là quan hồn đi lạc đó hả? Gì hả? Sao kêu tôi bằng quan hồn? Không lẽ tôi chết hả? Thôi, các ngươi hãy giải thích rõ luật dưới đây cho hắn đi. Chứ hắn ngơ ngác như vậy hoài tội nghiệp hắn quá à. Dạ. Ông không nhớ ta hả? Vậy là chết thiệt hả? Chết rồi. Ta gặp ông rồi ông không nhớ hả? Ông phải nhớ lại cái gì sao mà ông xuống tới chỗ này. Ôi ơi, nhớ ăn xương gà mắc cổ rồi, đập đầu vô trong bàn rồi bị cuốn vô cái lỗ đen, nước chảy róc rách, rồi thấy hồn ma sợ khóc. Nó đang khóc rồi gặp bà Tiên á, bà Tiên bà dắt vô đây. Cái gì? Lỗ đen mà có bà Tiên. Thôi điên nặng quá rồi. Trong lỗ đen mà mới gặp bà Tiên à? Gặp bà Tiên đẹp đẹp. Bà Tiên đen à? Ông nhớ nhớ bà đẹp lắm. Chà. À, bà Tiên nè, bà Tiên này bà dắt tôi vô đây á. Sao? Bà Tiên à? Trời ơi, công nhận nha ông già. Ông già thiệt già hai thứ tóc trên đầu rồi mà miệng lưỡi dễ sợ ghê luôn. Khen bà là bà Tiên á, biết sống lắm đó. Lão già kia, người biết ở đây là ở đâu không mà nhỡn nhơ vậy? Quỳ xuống. Ủa vậy đây là ở đâu vậy? Ở đây chính là Diêm Phủ. Hôn hồn mau khai rõ tên tuổi, nguyên quán chứng minh nhân dân, mã số thuế cho Diêm Vương. Cái gì? Trời đất ơi, bữa đó đi biểu diễn sao có mã số thuế em cộng nữa? Là lộn ha. Tên tuổi, nguyên quán cho Diêm Vương được biết để Diêm Vương phán xử công bằng. Dạ con bẩm Diêm Vương, bẩm Diêm Hậu, con tên là Nguyễn Văn 265 tuổi. Gì? 265 tuổi hả? Dạ, đâu có, con tên là Nguyễn Văn 2, con 65 tuổi. Hầu gặp cái quan hồn này. Dạ. Hầu có thể nói cho ta nghe lúc đó là như thế nào không? Dạ thưa Diêm xã, một buổi tối rảnh rỗi nọ, cũng gần đây thôi, thế là thiếp mới đi đến khu vực cầu Nại Hà, thiếp ngắm cảnh. Ồ, từ xa xa một con quỷ xuất hiện. Tiếp theo, ô, con quỷ này xấu quá, thiếp không ngắm nữa, thiếp qua đây thiếp nhìn. Ô, ông nội của con quỷ xuất hiện, thiếp ghê quá, không nhìn luôn. Thế là thiếp nhìn xuống dưới chân cầu Nại Hà, ô kìa, dòng nước đang chảy, ô, có một con vật đáng yêu xuất hiện. Con vật gì đáng yêu vậy thưa Diêm Hậu? Con cá sấu. Con cá sấu đáng yêu quá đi nè. Quá, rất là hiền. Nhìn mặt con cá sấu muốn hôn một miếng ghê vậy đó. Trời ơi, người muốn hôn ta đã hôn rồi. Ta hôn hai bên con cá sấu. Ôi, cái hàm răng nhọn quắc của nó nhe ra cười với ta. Ôi, ta thích quá đi. Thế là ta mới bẻ răng đó. Ôi, sau khi bẻ răng cá sấu xong rồi, cái ta mới quay qua ta phát hiện một bóng người rất là dễ thương, nhưng mà đang đứng khóc nức nở bên cấp cây. Trời, chính hắn. Và ta tiến lại gần, ta mới thấy rằng ồ, dương khí của hắn vẫn còn, tức là người này chưa chết hẳn. Ta mới đưa hắn về đây để cho Diêm xã của ta có thể phán xét hắn. Dạ đúng rồi Diêm Vương ơi, khí dương của con cũng còn nặng lắm, con mới có hôn mê à Diêm Vương ơi. Cho con về trần gian lại Diêm Vương ơi, con còn 10 tỷ chưa có xài. Hả? 10 tỷ? Ê ông già. Dạ. Ông có nói thách không vậy? Trời đất ơi, cái bộ quần áo này, cái mặt mũi này, cái nhan sắc này, và cả cái mùi hương lâu ngày không tắm này nữa, nghĩ làm sao mà ông nói ông làm 10 tỷ, ông có trong tay. 10 tỷ ở đâu?
Dạ. Không có, ông khai rõ ràng. Nè, đừng có nói là thục két ngân quỷ ở trên trển rồi trốn xuống đây nha. Hay là ăn sới ăn bớt. Dạ, dạ, cho con nói cái được không? Sao vô đây con chưa kịp nói mà ai cũng giành nói, con sợ quá. Nói đi. Nói đi. Dạ, con đâu có thục két, con cũng không có trúng số. Con trúng đắc. Trúng gì? Trúng đắc là trúng cái gì? Chúng đắc á, miếng đắc là cái gì? Con có miếng đắc á, cái rồi người ta bán cho con người. Nó nghe này, về thập phát âm lại nha, tròn vành rõ chữ nha. Người ta kêu là trúng đức chứ trúng đắc cái gì? Trúng đức. Dạ dạ dạ, tại con trúng đức. Đúng rồi, tôi trúng cái miếng đó đó. À, miếng đó trúng đó, cái đó. Miếng đó là nhà nước giải tỏa trong đền bù cho tôi 10 tỷ. 10 tỷ. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Chưa có kịp xài nữa rồi đi ăn rồi xong rồi té ngã ra hôn mê rồi bị hốt xuống đây luôn. Còn 10 tỷ thì nó không còn nguyên si. À, có nghĩa là trúng 10 tỷ này bây giờ là mọi người súng vô ông mà để giành 10 tỷ đó có không? Có không? Con cái, mù nhí, bà con dòng họ nội ngoại có không? Có không? Có. Con tôi nó bu vô nó xin. Đúng rồi. Xin tùm lum hết. Đúng rồi. Mấy đứa mất dạy dễ sợ. Trời đất ơi, con cái xin tiền cha mẹ là chuyện bình thường, có gì đâu mất dạy. Trời ơi, tôi cắt đất tôi cho nó hết rồi. Cắt cho mỗi đứa miếng rồi, còn phần này phần tôi. Phán quan. Dạ. Tên này là hiện thân kiếp trước của hắn là ai? Dạ, thưa Diêm Hậu, hiện thân của hắn, ta nói ra thì các ngươi sẽ giật mình. Tiền kiếp của ngươi là một kẻ tham lam, không bao giờ biết thương yêu những người anh em trong gia đình. Ồ, tiền kiếp là cái gì? Tức là cái kiếp trước á, tức là trước khi ông là bây giờ nè, thì có nghĩa là ông là ngày xưa đó, hiểu không? Nè, cái câu chuyện mà ăn khế trả vàng đó. Con nít ở trên trần gian bây giờ hay học đó. Tôi có đọc chuyện đó. Có đọc phải không? Có đọc phải không? Kiếp trước ông biết ông là cái gì trong đó không? À, biết rồi, trái khế. Nè, đấy. Kiếp trước thằng cha này nè. Ai? Tham lam là thằng anh á. Trời ơi. Ôi, cái là tôi là ông anh hả? Có bao nhiêu dành hết, không cho em một miếng gì. Phan quan cho em xí cái được không? Xí gì? Cái chuyện kiếp trước em không biết mà giờ xử em, tội nghiệp em quá. Kiếp trước chưa có kịp xử, lúc đó Diêm Vương chưa có mở cửa. Bây giờ mới mở cửa ra mới khai trương, đó là mới xử mày đó. Ủa mà sao giờ biết kiếp trước, giờ có tivi tôi coi lại được không? Không có coi. Ủa hồi nhỏ không có đi học hả? Có đi học mà cái mặt của ông anh vẽ trong hình đâu giống tôi đâu. Người ta vẽ bởi vì người ta không biết mặt của ông anh. Ha? Bây giờ người ta tưởng tượng người ta vẽ tùm lum tà la hết trơn rồi. Nhưng mà cái mặt này nè, cái giống này nè, kiếp trước nè, là cái thằng anh á, tham lam nè, dành ăn nè, có cái khế của em mà cũng lận dành luôn nữa nè, bán hết tài sản nè. Đó. Khoan đi ông, bớt bức xúc lại đi. Đó là kiếp trước của hắn, còn kiếp này, ôi, nhìn gương mặt thánh thiện của hắn, ta nghĩ là hắn không còn độc ác nữa đâu. Bớt lại đi. Dạ muôn câu Diêm Đế cùng Diêm Hậu, cái chuyện mà ăn khế trả vàng ở trần gian con nít nó cũng thuộc lòng. Nếu mà cái vụ án này mà chúng ta không điều tra kỹ càng để xử cho thấu đáo thì sẽ có chuyện tiếng xấu lên tới ở trên trần gian. Dạ đúng. Dạ, phán quan thần trọng nghĩ là giam hắn vào ngục tối. Dạ. Điều tra khoảng 1000 năm. Dạ. Xong sau lui đầu hắn ra để mà xử. Đúng vậy. Ôi, quan, bây giờ xử nhanh giùm tôi nằm bệnh viện cho nó diễn phí mắc lắm mấy ông ơi. Xử thôi đi. Xử án mà hối sẽ xử án bị sai, hối sẽ bị sót, hối sẽ bị xui, và hối sẽ bị xa xanh, và hối sẽ bị xính xa. Thôi ơi, nói tóm lại là quan sai đó. Đúng rồi, sai. Sao, muốn không? Muốn không? Muốn xử quan an không? Muốn xử án quan không? Tao xử liền cho coi nè. Nè. Dạ, đem xử nó cho anh coi. Tụi bay chưa biết, cái thằng cha này tham lắm nè. Tính dài độ người ta xử án quan sai để kiếm tiền đền bù hả? Hả? Quan, tôi xử quan cái một mà dễ lắm. Ê, tao phán tội mày nè ha. Ha, bóng nha. Bóng mà mày đặt giả trai nha. Chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu cái mày. Cái gì tao bóng hồi nào? Thì đó, tao xử quan được chưa? Muốn không? Tao nói cái gì đâu mà xuống tới Diêm Vương mà toàn là dân dựng chuyện lên không vậy? Trời ơi, trời ơi. Hai. Được rồi. Thủ đô biểu diễn. Dạ. Tạm giam hắn giao. Dạ. Lên. Đưa nó vô đây. Đứng đây. Đi lẹ đây.
Dạ thưa Diêm Vương, cái vụ án này á, thần trộm nghĩ là phải giao cho chú Ngục. Chú Ngục ở dưới thẩm tra, nếu không khai thì sẽ tra tấn. Cuối cùng thì hắn cũng sẽ lòi ra và để chú Ngục và thụ lý cái vụ án này đi. Chú Ngục đâu rồi? Bữa nay sao thấy giả quỳ vậy? Dạ thần không biết. Hôm nay nghe nói ông bệnh, ông ho, rồi ông ăn nhậu quá, ông bị gút. Cái gì? Mấy ông giờ nhức nhối, ông đi cà lĩa vậy nè, ông đi về hôm qua, ông vô, ông tra tấn tù nhân mà, ông làm tù nhân cười, không có khai được cái gì hết trơn rồi. Nhưng mà không có gặp ông không? Dạ không, tại sao vậy chứ? Tại sao quỷ già ham hú quá trời à? Dạ, đó. Hả? Ai quá đáng vậy? Hả? Chuyên môn à? Ta nói dưới Diêm Vương này nha, ta loạn hết trơn trời à. Bạn bè đồng nghiệp nhau mà nói xấu quá trời nói xấu à. Ông nghe, ông vừa bãi tôi nghe, ông chuyên môn là thấy tôi vắng mặt là ông nói xấu tôi hả nghe. Tôi không có nói xấu ông, không nghe. Nói xấu hả? Hồi nãy đứa nào là nói tôi điên vậy hả? Anh đứa nào nói tôi điên vậy hả? Mà đó giờ tôi ăn nhậu đâu mà ông nói tôi đi ăn nhậu. Tôi đi làm việc không à. Tôi chưa từng thấy một cái ông bạn già nào mà như ông hết á. Tôi không có biết. Trước mặt á là ông ngọt, ngon ngọt với người ta lắm, sau lưng á là ông đâm chọt. Tôi không có đâm chọt. Bỏ như mày. Mà cái chuyện này là trên Facebook họ nói. Xin lỗi. Vô chào thay xăm xăm vô cái lộn. Dạ ông chào Diêm Vương dạ. Không thấy Diêm Vương. Diêm Hậu tức quá mà Diêm Vương. Trời ơi, người tốt mà bị nói xấu không à. Nó đi làm việc quá trời mà cực khổ quá mà. Tôi nói hàm hố. Đứa nào nó ta ham hố giả tét miệng liền á. Đứa nào? Tôi không có nói. Đứa nào mới nói là giả quỳ ham hố nè. Hồi nãy ta nói là quỷ già ham hố chứ phải là giả quỳ ham hố. Sai rồi. Ủa? Nghe bậy là Diêm Hậu nói hả? Diêm Hậu nói gì được? Trời đất ơi. Được chứ, trời Diêm Hậu nói tôi gì cũng được hết trơn. Sao nãy giờ không vô? Dạ, trong cái chuyện mà cái tên hồi nãy á, nó ăn cháo, xong rồi nó bị mắc xương, xong nó đập cái mặt nó vô cái bàn, nó học ra một chậu máu, cho nó chết. Dạ, trong chuyện đó là thần có tác động vô. Ông can thiệp vô hả? Can thiệp vô. Dạ mặc dù là biết là nếu can thiệp vô vậy làm sai cái quy luật sanh tử ở dưới này khi mà Diêm Vương chưa cho phép. Vậy là ông lạm quyền á. Không phải. Nhưng mà tôi nói ông nghe, phải làm. Tức quá mà. Tại sao? Cái tên nó đó nghe. Trời ơi, bây giờ nghe cái bây giờ nó đã luân hồi rồi. Nhưng mà thật ra nó vẫn còn là cái con người của kiếp trước. Không, ta không tin đâu. Gương mặt của hắn thánh thiện như vậy làm sao mà độc ác được chứ. Trời ơi, có bao giờ Diêm Hậu nghe nói mặt Phật mà tâm xà không? Mặt thì rất là hiền. Trời đất ơi, mà ở trong bụng toàn là dao găm không à. Đúng rồi. Cái thằng cha này đó là thằng cha tham lam lắm và ích kỷ lắm thưa Diêm Vương. Đã vậy còn mê sắc dục nữa. Trời ơi, mê gái. Dạ vậy mà mê gái. Đúng là tiền có thể đưa người ta lên cao. Dạ. Nhưng mà cũng có thể quăng người ta xuống vũng lầy. Không thể được. Tại vì cha mẹ nào mà chẳng thương con, làm sao mà tranh giành của cải với con có được chứ. Ta nghe nói cái tên đó trước khi hắn bán đất đó, hắn rất là thương con mà. Dạ. Tại sao trong tích tắc hắn có thể thay đổi từ một nông dân hiền lành chất phác là biến thành như vậy? Ở trong cái cuộc đời này nó bực bội nhất là cái chữ tham. Đúng không? Ai không có lòng tham? Đó. Ai cũng tham hết á, nhưng mà tham phải có lý trí, đúng không? Tham phải biết kiềm chế. Trời đất ơi, còn cái này á, tham không kiềm chế, mất hết nhân tính, mất hết lý trí. Muốn làm gì thì làm, để cho cái lòng tham nó bộc phát lên. Đó, rồi tối ngày không có nghĩ tới cái chuyện gì khác, không có sáng tạo được cái gì. Tối ngày cứ nằm dắt tay lên trán nghĩ tiền. Dạ, thưa Diêm Vương, dạ, chú Ngục nói gì cũng hơi quá đáng. Sao? Cũng thông cảm cho ông ấy chứ. Cái kiếp này ông ấy là người nông dân. Người ta tay lắm chân bùn, đâu có tiền của nhiều đâu. Đùng một cái được đền bù, họ cầm trong tay bạc tỷ. Lúc đó họ suy nghĩ nhiều thứ, họ không có chuẩn bị kịp để sống mà cái kiểu mà có tiền mình sẽ xài cái gì. Đâm ra nhiều thứ nó lộn xộn lắm thưa Diêm Đế. Vậy đó, thằng trộm nghĩ vậy. Chứ nói người ta tham chữ người ta, chứ người ta đâu có mặt trắng mặt đen, người ta đâu có này kia đâu mà người ta giữ vậy. Thôi nha, vừa phải thôi nha. Tôi thấy ông suốt ngày ông dùng cái từ trộm nghĩ. Tôi thiết nghĩ á, đừng có dùng từ trộm, cướp nghĩ đi. Ông là ông toàn cướp trắng trợn cái suy nghĩ của người khác. Nè, ông nói như vậy không được nha, chú Ngột. Vậy, qua đây, ông qua đây. Qua đây, quýnh lộn á, qua đây. Ở đây Diêm Đình nè. Diêm Vương la kìa, nghe chưa? Ôi vợ chồng ta như hai cục đất vậy đó hả? Hả? Con bóc lúc nào?
đào bóc hay sao? Cứ đứng gây lộn trước mặt vợ chồng ta hoài vậy. Cái gì? Bảo binh tôi gì hết trơn vậy? Dạ binh nè, ta thấy là chúa Ngục nói đúng đó. Ông cứ trộm nghĩ, ông cứ len nghĩ, mà thật ra là ông nghĩ trắng trợn không. Ông trắng trợn, ông nói xấu người ta, ông dè biểu người ta, ông xúc phạm người ta. Mà cứ tối ngày trộm nghĩ, mặt gian như quỷ gì đó. Quỷ là ông chứ. Rồi coi như chửi hết cả bài. Chưa nói gì hết. Diêm xã à, bây giờ làm sao để sáng tỏ chuyện này hả Diêm xã? Dạ bẩm Diêm Vương, dạ thần trộm nghĩ. Đó đó đó, thấy không? Cả cái xứ này ai cũng biết trộm nghĩ là tác giả ở đây, vậy mà cũng bị ăn cắp là thấy chưa? Trộm nghĩ. Tô Liệu. Dạ bẩm Diêm Vương, thần nghĩ. Vậy đi. Dạ thần nghĩ là ta đi vào giấc mơ của hắn ta đi. Vì vào giấc mơ của hắn ta thì mình sẽ biết hắn ta đang nghĩ gì, và biết được tấm lòng của hắn ta lương thiện hay là độc ác, tham lam hay là hiền từ. Dạ sao mà biết được? Dạ biết chứ. Diêm Vương và Diêm Hậu không nhớ à? Ở trên đời đó nha, nếu như mà ai mà làm chuyện ác hay là làm chuyện gì sai trái, tối ngủ nằm mơ hay hoảng loạn và hay gặp thần hay gặp quỷ, chính vì vậy cho nên chúa quỷ dễ dàng đi vào giấc mơ của người khác. Hay, rất hay. Dạ hãy làm cho ta vui đi. Dạ bẩm chủ nhân, dạ hôm nay chủ nhân chưa vui sao? Chưa vui lắm. Dạ tại hạ sẽ phục vụ chủ nhân hết mình. À, chủ nhân ăn trái cây không? Ăn ngập mặt rồi. Dạ chủ nhân uống rượu không? Uống mập thay rồi. Dạ ngập mặt và mập thay rồi, bây giờ mình sẽ rải trí. Dạ 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 cảm ơn chủ nhân. Dạ chủ nhân thật là rộng rãi. Các em đâu? Chương trình múa cung đình bắt đầu. Dạ trời hay quá, hay quá, quá hay, hay quá nhiều. Ơ trời, quay vòng quay ơ rồi kìa. Quăng đi, quăng lại. Ơ hay quá trời, điêu luyện quá. Đây là tiết mục quăng vòng. Hay quá, hay quá, hay quá nhiều. Hay quá nhiều. Dẹp. Thôi dẹp đi hai. Hai ông có nội. Trời đất ơi trời. Tập cái gì mà không có ra đám ôn gì hết trơn trời. Dẹp. Múa tập ban đầu là tập múa cái vòng mây lắc được. Mà tao nói cái vòng mây đó quân nào lấy mang chụm củi rồi. Trời ơi. Vỏ bánh xe lấy ra múa đỡ. Hèn chi. Trời. Dẹp nè. Vô chia đi. Vô chi. Hai đứa đó. Vô chi đi. Dạ tiếp một mẹ ông thích. Dạ có một tiếp mục đặc sắc của ngày hôm nay. Tiếp mục thứ hai bắt đầu. Đừng làm ta thất vọng nha. Trời ơi điêu luyện ghê. Trời ơi mặc đồ đẹp quá. Trời ơi múa dẻo quá. Trời ơi hay quá. Hay quá đi. Hay quá nhiều. Dạ có tưởng không ạ? Kiếm ông đi, ông lặn mất tiêu rồi. Chết cha, nó chết trong khói rồi. Còn hay không? Thấy lạ chứ không thấy hay. Dạ dạ đây là tiết mục múa A Dành mà. Dạ A Dành là gì? Là anh già. Thôi lui đi. Trời ông lặn mất tiêu. Đây. Dạ. Ta thấy người cũng có năng khiếu múa. Dạ. Giỏi lắm, thưởng cho chai nho. Nhục. Vô. Nhục chưa? Nhục quá mà. Học múa 15 năm mà bây giờ múa không được là sao trời? Múa cái gì bốc nhổ rồi phát tùm lum mà. Bây giờ tôi cần một ngôi sao. Dạ. Dạ có liền. Dạ
tiếp mục đang được trông chờ nhất tối đêm nay. Ngôi sao múa Mặt Lê. Hey. 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 Quá điêu luyện. Mặc dù đã múa 20 năm rồi, nhưng ngôi sao này chỉ được vài động tác như vậy mà thôi. Trời đất ơi, múa gì mà lè lưỡi ra vậy ông nội? Đâu phải ăn hột vịt lộn đâu mà lè lưỡi. Đi vô, đi vô, đi vô. Thôi, thôi. Ông vô giùm tôi đi. Đi vô, tôi đi vô. Đi vô, đi vô đi. Trời ơi, đi ra múa mà thèm hột vịt lộn chi mà cứ lè lưỡi ra hoài vậy? Khổ tâm quá ông dạ. Ông coi thường ta quá. Dạ không. Ta giàu quá mà. Ta bỏ tiền ra ta mướn vũ đoàn về mà mướn toàn âm binh ra múa không vậy? Trời sai quá vậy? Mấy người đó làm binh không đó? Trời ơi, ta muốn một cái gì đó đặc sắc khác. Vậy thôi để mướn cô hồn nha. Người ra múa. Trời ơi hay quá, dạ trùm cô hồn đây. Dạ, dạ ra dạ, múa mời, cho ta. Dạ mời ngài. Dạ. Tiếp một múa đặc sắc nữa, bắt đầu. Ê. Ê. Trời ơi. Dẹp. Dạ cảm ơn. Dạ. Hey. Dẹp. Dạ cảm ơn. Dạ. Hey. Dạ thôi, càng vừa đủ dùng. Đừng có ném cái đó. Dạ. Dạ không được hả? Ta cần một mỹ nữ ra đây. Mỹ nữ? Dạ đâu biết kêu ai. Ngươi biết Diêm Hậu hả? Chủ nhân đồi Diêm à? Dạ nguyên cái rổ này thì được. Dạ. Ta muốn Diêm Hậu ra đây múa cho ta. Muốn Diêm Hậu? Có Diêm Hậu. Nhớ là phải Diêm Hậu nha. Kêu cái bài Diêm Hậu nó tán vô mặt người liền à. Dạ đây, dạ. Diêm Hậu. Còn người đó. Ui. Wow. Wow. Hơi dấp nhưng mà ta thích. Wow. Tao phái cái vụ lắc. Lại đây, lại đây, lại đây. Ồ, tao phái vụ trao đảo nè. Ui, ui, ui. Ui. Ồ. Lại đây với ta, lại đây với ta. Lại đây. Dạ không, dạ không. Không có được, sợ không, không, không được, ta thích Diêm Hậu, ta thích Diêm Hậu. Cái này là ta phải ôm Diêm Hậu vào lòng. Dùng mắt thôi. Diêm Hậu lại đây với ta. Tay đâu? Tay đâu? Tay đâu? Lại đây với ta. Lại đây với ta. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ta có quyền. Ủa, chú ngột, chú ngột. Gì vậy, gì vậy? Tức học máu cào đờm. Gì? Ủa, học máu đó hả? Hỏi máu đó. Nãy giờ tự nhiên ông, tôi tưởng ông cấn thai á. Ở đâu ra? Ai biết đâu, thêm mỗi lần cấn thai hay cái này là ế, còn này là ọc, hiểu không? Thì ọc là xanh đôi, là xanh đơn. Ai? Với lại tìm kiềm chế cảm xúc là đừng có minh họa quá nha. Ở đâu ra mà kiềm chế? Ngươi coi hồi nãy giờ bọn ngươi không có điên lên à? Trời đất ơi, nó gan quá thưa Diêm Vương. Trời ơi, nó có 10 tỷ thôi à. Mà nó làm như nó là ông cố nội người ta vậy đó. Nó tưởng nó là ông hoàng bà chúa. Nó coi như là nó mơ một cái giấc mơ dễ sợ. Nguyên một cái Diêm Vương điện này là phục vụ cho nó, là gia nhân cho nó, là đầy tớ cho nó. Hai đứa bày thấy tầm đó không? Hồi nãy hai đứa bày múa như hai con điên vậy. Trời ơi, không tức hả? Trời ơi, tức cái gì mà tức?
thích nó là khác. Con trâu điên này nha, thấy giới tính người càng ngày càng nặng đó nha. Trời ơi, nha. Trời ơi, cảm ơn nghe. Trời ơi, công nhận nha, chỉ mình chú Ngục là nhìn ra được điều đó thôi đó. Từ hồi mà cái con ngựa Hường nó đi học á, coi như ở cái khu vực này là em là số 1 á. Dám đâu, con quỷ này mới là số 1 nè. Không, đó. Em số 1 chứ. Nó mới là số 1. Ui, số 1. Bao số 1. Thôi, sao hắn có thể dám làm điều đó chứ hả? Dám làm nhục thiết trong giấc mơ của hắn kìa. Dạ, thưa Diêm Hậu, tại Diêm Hậu đẹp quá. Hắn có tiền, hắn có thể nói là mua tiên cũng được. Nhìn thấy Diêm Hậu, hắn cầm lòng không đậu. Tức chết, đáng sợ thay cái sự ngông cuồng của con người. Dạ. Một cái gã nông dân mộc mạc quê mùa như vậy. Dạ. Khi có tiền đã trở nên ngông cuồng. Dạ. Huống hồi những đại gia có tiền rừng bạc bể. Trời ơi, còn dễ sợ hơn nữa. Thể hiện đẳng cấp của mình. Dạ. Là những chuyện cuồng ngông hơn nữa. Dạ. Đúng Ngục. Dạ. Nhờ sáng kiến của ông mà ta mới biết được phần nào của một góc khuất tâm tối của tâm hồn con người. Dạ. Hay dạ. Lắm. Dạ, cảm ơn Diêm Dương đã quá khen. Dạ, nhưng mà tức quá Diêm Dương ơi, giờ nghĩ tới. Trời ơi, trời ơi. Dạ, gì vậy? Ta nhớ lại ta còn tức nữa nè. Sao? Cái gì mà tức hoài? Ối cả chậu rồi mà vẫn tức. Tụi báo nhiều lắm, sao mà ối hoài vậy hả? Trời ơi, tụi ối không khí không à bà nội. Xử nó đi Diêm Dương. Đúng rồi. Phải lôi nó ra mà xử chứ không lẽ Diêm Dương để nguyên vậy sao Diêm Dương? Phản quan. Dạ, có thần. Để quý nhân hai về cho ta xử. Chú Ngột, lệnh của Diêm Đế rồi đó. Ông muốn xử thì xử liền đi, đừng có ọc nữa. Hát bạc. Yeah. Lôi đầu phạm nhân vô đây. Vô. Trời ơi, thấy nó là tình tình. Thôi mà đừng ngọc ơi, nữa. Cái gì căng thẳng quá vậy? Hai ông kiếm cái câu nào khác nói ngoài câu đi ra đi vô không? Quỳ xuống. Câu này mới nè. Hỏi chuyện vụ. Vô đây mà lem bèm hết. Mày lem bèm, tao điên mày nãy giờ rồi. Diêm Dương ơi, tôi đâu có tội đâu, tôi vô quýt, tôi xối xả gì Diêm Dương. Lem bèm. Ồ, mọi người ơi, mọi người cho tôi biết tôi bị tội gì không? Sao kêu ra rồi kêu vô, ra vô hoài vậy? Tôi còn hối nữa ha. Tôi vì lòng tham mà bất chấp tình thâm. Lòng tham gì đâu ông Diêm Dương. Tôi làm từ nhỏ lớn, làm từ hai bàn tay trắng, làm tóc bạc lưng còng. Mà tôi làm mà tôi hưởng, có gì đâu tham gì ông Diêm Dương. Có chứ. Người bán đất được 10 tỷ. Còn người xin, người xử trí làm sao? Nhớ không? Trời ơi, tôi bán đất là tôi phải là làm lụng cực khổ. Tôi bán đất tôi phải an hưởng chứ. Còn con tôi có chia cho tụi nó rồi mà. Trời ơi, mấy người đâu thấy cái cảnh tôi làm ngày xưa đâu. Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Trời ơi! Ông tưởng ông là ai? Ông tưởng ông là đứa bé à? Có đứa bé nào mà già như vậy hả? Đứa bé là tôi nè. Đi về chỗ. Mày mà đứa bé hả? Mày ném gì trong nghe chị đứa bé. Dạ, giờ Diêm Dương ơi, quan ức quá Diêm Dương ơi. Quan chỗ nào? Trời, đất này là đất của con. Con có chia đất cho mấy đứa con của con rồi. Bây giờ đất cái phần này, phần của con nó lên giá thì con hưởng, cái mắt gì tụi nó xúm vô tụi nó đòi chia. Tụi nó là ai? Tụi nó là những đứa con mà ông đã đẻ ra đó. Chứ còn gì nữa. Ông chẳng qua là ông tham quá đi. Ông muốn ăn trọn một mình, ông tham lam. Tôi có những hoài bão, tôi có những ước mơ. Mà lúc tôi không có tiền tôi làm không được. Giờ tôi có tiền mới cho tôi làm chứ. Mày nói gì hả? Hả? Nổ điên lên lại rồi đó nha mày. Hả? Mơ hả? Trời ơi, nó mơ nha. Mày mơ gì? Mơ nguyên cái Diêm Dương điện này phụ vụ cho mày hả? Hả mày? Hả mày? Ai bảo đi phụ vụ cho mày? Cứ mơ đi, cứ mơ thoải mái đi. Cứ mơ cho tôi múa, cho tôi hát nhiều là tôi thích nè. Mơ hả? Trời ơi, Hậu. Mơ hả? Trời gì vậy trời? Mơ để người xúc phạm ta lần nữa hả? Thôi đừng có mơ tôi nghĩ ta nữa hả? Đừng mà nè, đừng bao giờ mơ lấy Diêm Hậu nữa nghe chưa? Cái điều đó là cái điều mà Diêm Hậu mơ ước mà không được đó. Ê, ta rất tức giận bởi vì sao trong giấc mơ của ngươi, ngươi đã làm nhục ta. Dạ, bẩm Diêm Hậu, tôi đâu có dám xúc phạm Diêm Hậu đâu. Rõ ràng trong giấc mơ ngươi đã xúc phạm ta đó. Tôi đâu có mơ vậy, tự nhiên mấy người dựng lên vậy. Tôi chỉ mơ là tôi có tiền, tôi làm nhà hảo tâm. Ủa, tôi cho tiền người nghèo, tôi giúp những hoàn cảnh cơ nhở. Ủa vậy cái giấc mơ trác tán nó là ở đâu ra vậy? Ai mà mơ ác ôn như vậy trời. Ủa, như vậy là ngươi ước mơ, ngươi muốn giúp đỡ tất cả mọi người à? Dạ. Ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao? Đó là ước mơ của tôi trời mà. Trời ơi, dễ thương quá mà. Xin lỗi ngươi, chờ ta chút xíu. Chú Bảo! Ông quá đáng vừa phải rồi chứ.
Ông nghĩ làm sao người ta tốt bụng như vậy mà ông cho chúng ta coi giấc mơ gì mà khủng khiếp quá vậy hả? Ông dựng chuyện phải không? Cái này chắc chắn là giấc mơ của ổng á. Ổng muốn như vậy đó, thành ra bây giờ ông gán ghép giấc mơ cho người khác. Ê con trâu điên kia, ngậm họng lại. Ủa sao bà dễ dụ quá vậy? Đó là nó nói thôi mà. Còn cái giấc mơ kia là ở trong đầu của nó. Ta không tin đâu. Đâu, ngươi hãy kể giấc mơ của ngươi cho chúng ta nghe đi nào. Nói đi, rồi, ngươi mơ cái gì? Tôi mơ tôi có thiệt nhiều tiền. À. Tôi mua thiệt nhiều đồ. Hả? Tôi phát cho những trẻ em cơ nhỡ. Thấy thương. Những người vô gia cư. Để họ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Rồi họ có gia đình. À. Họ sinh con đẻ cháu. Sao? Họ không có khả năng nuôi. Rồi ngươi nuôi luôn hả? Tôi bỏ tiền cả, tôi lo cho con cháu họ ăn học. Trời ơi. Sao nữa nói nghe coi. Khi mà con cháu của họ lớn lên rồi. Sao? Không có tiền, không có khả năng ăn học. Tôi bỏ tiền cả, tôi lo cho. Trời ơi. Phật không? Lo cho người ta từ lúc có bầu đến lúc đẻ con, rồi con người ta trưởng thành được. Sao mà tốt quá vậy? Bà lố quá. Rồi đất ơi, tôi mũi lòng. Trời ơi, ngươi sẽ giúp đỡ họ như thế nào nữa? Thì giờ họ cần thì tôi giúp. Cần tiền thì tôi giúp tiền. Trời ơi. Cần tình thì tôi giúp tình. Vậy giúp em đi nha. Giúp em cần tình. Rồi sao nữa, kể cho tôi nghe đi. Ngươi đã làm được những điều tốt gì? Kể đi. Thì đó, tôi chuẩn bị làm. Rồi bị bắt xuống đây. Chuẩn bị làm điều gì? Tôi chuẩn bị làm một nhà hảo tâm. Tôi giúp cho một cô bé. Cô bé đó mồ côi đúng chưa? Không có cha có mẹ đàng hoàng. Cô bé đó tật nguyền đúng chưa? Không có tay chân lành lặn đàng hoàng. Ôi vậy có cái gì đâu cho ngươi giúp? Nó đẹp. Hả? Đẹp. Nó có trẻ không? Nó trẻ. Nó có xinh không? Nó xinh. Chân nó có dài. Chuẩn bị đo rồi là bị bắt xuống đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thằng ơi tôi bụng nhí hả? Thấy chưa? Học máu. Chào đơn. Một thao. Trời ơi, nãy giờ ta khóc, ta cảm thương quá mà. Ta tưởng ngươi là một nhà hảo tâm tốt. Tại sao ngươi lừa dối cảm xúc của ta? Đúng là ngu như con trâu. Thôi. Ta cũng ngu nữa nè. Đừng có nói nhiều. Bây giờ nghe ta hỏi nè. Ông hai. Dạ. Ông bán đất 10 tỷ phải không? Dạ. Con ông xin ông không cho. Ông là đại gia mà. Tôi biết ở trên trần gian nè, có những đại gia. Họ tiền nhiều lắm, nhưng họ quyết định họ không bao giờ họ cho con cái họ hưởng cái tài sản đó. Tôi tính làm giống mấy ông đó đó. Ý nghĩa là làm chuyện đó là sao? Cho con tôi nó đứng vững trên bàn chân của nó. À, vậy thì tốt. Nhưng mà có những đại gia, người ta sẵn sàng cho tiền con người ta. Ông lập luận là ông nói là ông không cho tiền con ông để ông muốn con ông đứng vững trên đôi chân của nó, không ỷ lại gì số tài sản của ông hả? Tại vì tiền đó tôi lo tôi qua cho con bé kia cho nó đứng vững đôi chân của nó. Thật ra cái ý đồ thâm đen của ông á là ông muốn lấy số tiền đó để giữ cho riêng mình, để làm chi? Để thỏa mãn những dục vọng của ông. Chính xác. Ông nghĩ lại đi, ông làm cha như vậy ông có xứng đáng hay không hả? Bây giờ không nói nhiều, ông này phải xử. Tôi Diêm Đế, đây là một cái bài học cho nhân gian. Thần trộm nghĩ là phải xử sao để mà ông ấy hiểu được cái tội lỗi của mình. Ôi Diêm Vương ơi, cái Diêm Vương nhớ xử giùm tôi mới có tính thôi chưa có làm được Diêm Vương ơi. Hỡi lão già đầu hai thứ tóc, hãy nghe con mèo ta dạy đây. Ăn ở sở lỡ trời gỡ của cho, ăn ở so đo trời dò của lại. Mày hiểu không? Mày hiểu không? Hiểu không? Mày hiểu không? Đâu, hiểu không? Giải thích đi. Tao cũng không hiểu luôn. Miêu Việt. Dạ. Tụi Diêm Đường không nên đọc thơ, hẳn nhiên sẽ khó hiểu. Để ta nói ngắn gọn cho hắn hiểu. Người nghe đây. Có tiền đừng cậy nhiều tiền, nhiều tiền chưa hẳn là tiên trên đời. Thôi. Gia đình mới quý ai ơi, đừng để vật chất cắt rời tình thâm. Nhìn chưa?
không thể nào ngờ được Diêm Vương của chúng ta cũng có thể trở thành thi sĩ. Vậy thì em Ngưu Đầu xin tình nguyện trăm năm ngàn kiếp sẽ là nàng thơ của chàng. Kìa, đó, kìa. Trời ơi, muốn giữ chồng người ta. Đó là nàng thơ thôi, tức là cái nguồn cảm hứng thôi. Đúng rồi. Nếu như ngươi là nguồn cảm hứng, Diêm xã của ta sẽ bị cục hứng liền. Diêm xã, hôm nay chàng làm thơ hay quá. Ôi, những câu thơ mới trí tuệ làm sao. Và bây giờ, thiếp xin được nói thơ của chàng. Trời ơi. Tiếng có thể người ta trên cao đó nha. Cái gì vậy? Thơ còn không ạ? À? Hết rồi đó. Dạ bẩm Diêm Vương à, mình có xử không vậy? Từ từ, thấy chưa? Để hội làm thơ người ta làm xong mới xử chứ. Sao? Dạ, muốn xử gấp nữa đúng không? Dạ, muốn xử quan không? Dạ 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 thôi dạ. Dạ dạ thưa Diêm Vương, tôi biết tội của tôi rồi. Ngày xưa lúc mà không có tiền, cha con yêu thương nhau. Giờ có tiền rồi, tự nhiên cái cha con cấu xé nhau, chia sẻ tài sản, rồi hụt hạt, rồi gây gỗ. Rồi tự nhiên giờ tôi ghét mấy đứa con tôi cũng vì tiền. Tôi xuống đây rồi không biết ở trên đó tụi nó làm sao nữa. Bởi vì tiền mà cha con không có chịu nhìn nhau. Bởi vì tôi nghe theo lời của... Của ai? Của ai? Của bồ nhí của ngươi chứ gì? Ủa sao không biết ngay vậy? Trời, tao là trâu mà mày. Đó, hãnh diện ghê chưa? Có con thú nào mà hãnh diện tự xưng mình là trâu chưa? Đương nhiên. Được rồi. Quý anh hai. Dạ. Nghe người nói như vậy, trước khi đưa ngươi trở lại dương gian, ta sẽ cho phán quan mở gương thần thám để cho người thấy và hiểu rõ về những người con của người. Dạ thưa Diêm Vương, mình coi gương thần thám là mình biết con của tôi trên đó làm gì hả Diêm Vương? Ừ. Đúng vậy. Ngươi đặt tên những đứa con của ngươi là Nghĩa, Trọng, Tình, Thâm. Ủa, tôi có hai đứa Nghĩa Trọng mà còn đứa Tình, đứa Thâm ở đâu ra? Ngươi chưa kịp đẻ thôi. Cho nên ta biết rằng ngươi rất mong muốn sẽ làm theo những điều mà ngươi đặt tên con của mình. Nhưng bản thân ngươi đã không làm đúng theo những điều đó. Ngươi có cảm thấy áy náy lương tâm không chứ? Ngươi có cắn rứt không hả? Hay là mày cắn xong mày nuốt luôn rồi? Phán quan. Dạ có thần. Mở gương thần thám cho tất cả mọi người xem đi nào. Tuân lệnh. Ông hai, nhìn vào gương thần thám, ông sẽ nhìn thấy được tất cả những điều mà trong cuộc đời của ông diễn ra. Nào, mở ra. Giờ gì tính sao chứ? Nè, chị coi nè, kết quả bác sĩ gửi em đó. Xét nghiệm cho thấy là thần kinh, tim, phổi của cha bình thường mà. Sao cha không chịu tỉnh vậy? Em không biết nữa, bác sĩ cũng không hiểu luôn. Bác sĩ nói với em á, giờ cha giống như là người thực vật vậy đó. Bây giờ cứ nằm chỗ không có tỉnh được, mà viện phí mỗi ngày cứ đôn 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 lên. Giờ em không biết tính sao nữa. Em mới bán xong hết đàn bò của em rồi. Thì chị cũng bán xong bầy dịch rồi đó. Nên thay coi thay tính sao đi. Em cũng rối quá không biết tính sao nữa. Thôi giờ coi như còn nước còn tát đi chứ giờ. Mà hồi nãy bác sĩ cũng gọi em ra, nói với em là không mấy anh mang ba về nhà chăm sóc đi. Chứ thôi không được đâu. Nói vậy là coi như là bó tay rồi. Là chết chết. Thôi không chịu đâu. Tự nhiên cái má mất rồi giờ con cha con bây giờ hai chị em mà tôi thôi không có đưa về gì hết á. Bây giờ có cái gì bán hết lo cho cha. Còn nước là tát hết rồi cứu cho cha sống được ngày nào hay ngày đó. Còn gì đâu mà bán. Còn ba công đức kỳ cha cho mình đó. Không mấy là chị bán luôn đi, em bán luôn. Chị bán, bây giờ sao? Để em gọi còi lại thu hai mảnh đất mình luôn chứ giờ sao? Được, vậy đi, quyết định vậy nha. Nhưng mà em nghĩ, thiệt á, cái bữa đó chị em mình bất hiếu quá. Tự nhiên cũng nói vụ đất đai nè, rồi nhưng nghe cha trúng đất lại dội tiền cha.
để rồi cha vậy luôn á. Đương nhiên. Nếu mà như vậy á thì chị ân hận lắm luôn á. Thôi, bây giờ hai chị em mình ân hận có được gì đâu. Cha cũng bị rồi. Bây giờ bằng mọi nước, mọi cách á, mình làm cách gì mình cứu cha đi. Bán gì bán hết, mọi cách mọi giá phải cứu bằng được cha. Ừ. Quyết định vậy nha. Trời ơi, tôi không dám coi nữa luôn á. Quê quá trời à. Tôi đâu có nghĩ là con cái tôi nó hiếu thảo với tôi vậy. Thiệt sự bây giờ tôi không cần tiền tỷ, tiền gì hết á. Tôi ước mơ giờ tôi sống là cái cảnh là cha con nằm ấm với con tôi là tôi vui lắm rồi. Giờ tôi hối hận tôi không cần tiền tỷ, tiền gì đâu ông Diêm Vương ơi. Tôi nhắc cho người nhớ, đừng bây giờ quên cái câu tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Này ta đã thấy người tỉnh ngộ. Dạ. Ta sẽ rồi nhập xác trở về dương gian. Dạ, để gặp lại những người con hiếu thảo. Nhưng ta nhắc, đừng bao giờ ngươi quên hai chữ tình thâm đó nha. Dạ, tôi ơn Dương nhiều lắm. Tôi ơn Dương.